Cùng với ở các chợ truyền thống thì các siêu thị cũng đồng loạt giảm giá thịt lợn. Hiệp hội chăn nuôi thì tổ chức nhiều điểm bán với mức giá rẻ cho bà con. Trong khi đó, ngân hàng khoanh nợ giãn nợ, còn những người chăn nuôi thì giảm đàn. Đó là những giải pháp được thực hiện đồng thời trong công cuộc giải cứu lợn hiện nay. Tuy nhiên, cùng lúc này đã xuất hiện nỗi lo có thể vài tháng nữa giá lợn hơi sẽ tăng mạnh trở lại do khan hiếm nguồn cung. Liệu đây có phải là điều đáng lo ngại? Đập bỏ chuồng, giảm đàn nái và nuôi cả heo con vì không bán được giống. Đây là những giải pháp mà người nuôi heo ở Đồng Nai thực hiện vài tháng nay để tự cứu lấy mình khi giá heo giảm mạnh. Thì bây giờ chỉ có giảm đàn thôi, chứ ngoài ra thì chưa có cái gì. Heo thì bán heo con nhưng bây giờ cũng chả ai mua. Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, đơn vị sở hữu đàn heo lớn, cũng không tránh khỏi tình trạng trên. Trước đây, bình quân mỗi tháng, công ty bán ra 5.000 con heo giống, 18.000 heo nái, thì vài tháng nay, người chăn nuôi không mua giống nữa. Mỗi tháng nhiều lắm cũng chỉ bán được 3.000 con. Cái con giống thế mạnh của bên tổng ty là con giống á. Mỗi năm mình cung cấp thường là từ ít nhất là 12.000 con heo hậu bị trở lên. Con giống là khoảng 60.000 trở lên. Tuy nhiên do cái điều kiện khó khăn hiện giờ chăn nuôi ta nuôi quả thì hầu như là con giống cũng khó khăn. Mở trại liên kết giờ ta cũng không phát triển. Thành ra tự mình phải không bán được giống, mình phải tự tiêu thụ luôn cái con giống này. Thành ra cái đàn thịt đó tăng lên so với kế hoạch của mình. Heo thịt không bán được đã ảnh hưởng đến dây chuyền heo con giống, heo nái, hậu bị. Nhiều lo ngại nguồn cung heo trong thời gian tới sẽ khan hiếm khiến cho giá heo tăng đột biến đã xuất hiện. Song Bộ Nông nghiệp cho rằng Bộ đã lường trước và tính toán đến kịch bản này. Và cái việc giảm đàn hiện nay là theo đề nghị của khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp ấy, là chúng ta hoàn toàn là yên tâm. Đặc biệt là đối với lại heo nái, hiện nay là chúng ta toàn quốc là 4,2 triệu con heo nái. Thì theo tính toán của Bộ Nông nghiệp chỉ cần đến 3 triệu con heo nái, mà nhưng với cái chất lượng tốt thì chúng ta vẫn có thể đảm bảo được cái nguồn cung về giống heo. Mà khi mà có thị trường thuận lợi thì với 3 triệu con heo nái với chất lượng cao này thì chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Thì Bộ Nông nghiệp đã tính toán rồi. Bộ Nông nghiệp cũng cho biết kế hoạch giảm đàn heo không thực hiện một cách ồ ạt, mà giảm đàn có tính toán và chắt lọc. Chỉ loại những heo nái chất lượng kém, còn sẽ giữ lại những con nái có chất lượng cao để đảm bảo nguồn heo giống khi thị trường thuận lợi.